Ngày 1 tháng 12, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức hội thảo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành y học cổ truyền trình độ đại học. Các ý kiến của hội thảo sẽ góp phần vào hoàn thiện xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành y học cổ truyền trình độ đại học. Từ đó có thể triển khai áp dụng vào thực tế, qua đó góp phần vào đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học cổ truyền được tốt hơn. Tại hội thảo, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quốc Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nhấn mạnh, chuẩn chương trình đào tạo là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các quy định về mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức và quản lý đào tạo, tiêu chuẩn đánh giá và kiểm định chương trình. Đồng thời là cơ sở để các cơ sở đào tạo xây dựng, thẩm định, ban hành đánh giá và cải tiến chương trình, xây dựng các quy định về tuyển sinh. Mặt khác là căn cứ để thanh tra kiểm tra chương trình đào tạo và bảo đảm chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo. Được biết, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam được giao xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành y học cổ truyền trình độ đại học. Trong quá trình xây dựng, học viện này đã phối hợp chặt chẽ với 11 trường đại học có đào tạo ngành y học cổ truyền trên toàn quốc.